Hôm nay mình sẽ tiếp tục với lại cái phần lab 5 management storage. Thì cái phần này hồi trước là mình đã làm cái video rồi, thì tuy nhiên trong cái phần video đó thì nó lại làm trên chủ yếu là phần như comment line, thì bây giờ mình sẽ lược bỏ đây những cái phần làm là comment line và thay vào đó là mình sẽ cố gắng là tóm gọn lại và ngắn gọn hơn và làm cái nào làm được trên cái management console thì mình sẽ làm. Thì cái bài này là việc đầu tiên, đây là cái sơ đồ của mình ha. Thì cái việc đầu tiên mình cần làm là gì, đó là cái việc mà mình tạo ra một cái S3 bucket, sau đó là mình dùng cái, đây là một cái instant ha. Mình có thể dùng comment line hot vào đây để mình synchronize giữa cái tạo thành snapshot từ cái processor này. Từ cái processor này mình cứ tưởng tượng là một cái EC2 instant thôi, thì mình tạo ra snapshot từ cái volume của cái EC2 instant này, rồi mình sync nó, mình upload cái snapshot lên, sync nó với S3 đó. Thì khi nào mà cái volume này nó thay đổi thì snapshot của cái volume mình tạo ra snapshot và mình sync snapshot lên S3, và khi nào mà cái data ở trên này mà mình thay đổi thì mình có thể lấy từ S3 trở lại, sau đó mình lại sync ngược lên. Thì sau đó mình có thể chú ý được là có một sự khác biệt, đó là khi mà data mình đã lưu được các bạn enable versioning rồi nha, thì nếu mà tại S3 mà mình thực hiện là delete hoặc là remove cái file ở trên S3 thì nó sẽ không có cái delete marker mặc dù mình đã enable versioning. Tuy nhiên nếu mà mình synchronize giữa cái máy từ processor này synchronize lên S3 bất kỳ được thì nó sẽ có delete marker mà nó sẽ có version ID mà mình nó có thể giúp mình retrieve lại được. Đó, thì trong quá trình thực hành thì mình sẽ nhấn mạnh ở phần đó hơn. Thì việc đầu tiên của mình làm là gì? Việc đầu tiên của mình là đầu tiên là mình sẽ start nó lab, mình tạo ra một cái S3 bucket. Rồi thì sẽ đặt tên cho một cái S3 bucket. Thì việc này không biết là trước làm có thể là comment line hoặc là console, thì bây giờ mình sẽ làm là console trước. Chọn S3. Create một cái bucket trong S3. Sau đó mình lấy snapshot của instant thì mình mở thêm một tab mới. Rồi, bucket, mình create một cái bucket. Khi mà create bucket mình đặt một cái tên, và tên này nó phải unique. S3 bucket. Rồi, S-Season rồi. Access control list disable, public clock on. Bucket versioning. Disable hay enable ha. Các khả năng mình phải cần enable nó lên ha. Cứ để disable trước đi, để là tạo xong thì tính sau. Tại vì bây giờ mình có cần mình phải enable cái bucket lên mà. Về sau mình có thể làm enable thì mình enable đi. Để mình coi được cái version nó lên. Rồi. Mình không có encryption, mình create cái bucket. Rồi sau khi mình create cái bucket mình sẽ có S3 bucket 2023 ha. Rồi, sau đó cái nhiệm vụ thứ hai của mình là gì? Mình tạo từ processor này nè. Mình tạo ra một snapshot. Thì mình vào EC2 instant. Rồi, mình sẽ thấy có là cái bài này nó sẽ tạo cho mình cái processor hot trước, mình vào instant ha. Thì mình sẽ thấy được là processor hot nè. Đó, thì có storage ở đây là volume đây. Cái volume này của mình là trong cái phần này thôi. Là 77CB ha. 77CB là thằng này. Đó, mình sẽ thấy đây là CPU nó nằm ở xác vô thì là processor này. Đó thì cái mình phải tạo ra snapshot từ thằng này, create snapshot đây, mình tạo ra một snapshot là snapshot thôi. Sau khi đó là mình tạo ra một snapshot rồi, thì trong snapshot này đó mình có tạo ra một snapshot và mình có thể xin snapshot này lên S3 bucket. Và cách thứ hai nữa là trong cái lab này nó sẽ gọi là gì, attach instant to raw instant profile hả? Rồi S3 bucket thì mình phải coi cái S3 bucket modify cái em row. S3 bucket có cái row gì mình phải attach nó vô hả ha. Rồi EC2 bucket hả, mình vào bucket thì được, mình vào EC2 instant, mình vào instant, mình chọn bucket, mình security, mình modify IAM role, thì IAM role của nó là bucket access, ok, nó cho phép nhập vào S3 bucket rồi, EC2 này có thể link với S3 bucket rồi, cái snapshot này có thể liên kết tới S3 bucket, rồi, bước tiếp theo là gì, taking snapshot of raw instant, thì mình đã, thay vì mình
thay vì mình SSH vô cái command line host này và mình taking snapshot từ cái processor đó, thông qua cái lệnh là destroy instant, restore instant và waiting instant to tạo ra một snapshot đúng không? Create snapshot này, volume ID này, thì để mình xóa cái snapshot đi, thì đúng quy trình á là đúng quy trình thì trước khi mình tạo snapshot là mình nên stop instant trước, sau đó mình start instant lại. Thì trong instant này mình sẽ có cái command host này, trước mắt thì mình đã để stop instant trước cho nó đảm bảo ha. Rồi sau khi mình stop instant rồi á, thì mình phải rồi stopping rồi thì mình bắt đầu create snapshot. Thì bắt đầu mình create snapshot này từ cái instant, từ cái volume cũng được. Mà mình nên lấy từ cái volume đi, tạo snapshot từ volume để nó chính xác. Ở cái 77cb như nãy này, mình sẽ create snapshot. Rồi, snapshot sau khi mà mình tạo cái snapshot thì có khả năng là nó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Gần đây thì sau khi mà snapshot tạo xong thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ khởi tạo cái instant lại lần nữa thôi. Mình khởi tạo cái instant lại. Sau khi mình chờ một xíu thì mình đã đây snapshot xong create rồi đó. Mình vào cái instant này, mình sẽ command line host này, mình sẽ start instant lại. Rồi thì cái việc tiếp theo của mình là gì? Việc tiếp theo của cái lab này á là có thể coi trong cái video mình đã làm, đó là mình dùng một script để mình cứ khoảng 1-2 phút á thì mình sẽ tạo ra một snapshot một lần, tức là cứ 1-2 phút thì nó sẽ tạo ra một cái subsequent snapshot liên tục. Và nó sẽ có một cái vấn đề, đó là khi mà trong S3 bucket mà mỗi lần mình lưu snapshot lưu lại á thì mình có thể lưu để mình backup data, tuy nhiên khi mình lưu quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cost, chi phí bỏ ra, nó sẽ tốn chi phí. Vì vậy mình sẽ chỉ giữ 1-2 cái snapshot cuối cùng thôi. Thì có một cách là mình không có dùng cái script này để thực hiện cái việc mà auto cái việc mà snapshot tạo ra snapshot và upload lên, mà bây giờ mình sẽ sử dụng trên cái S3 bucket này thì nó cũng sẽ có một cái snapshot là frequency. Tuy nhiên thì có thể là trong cái row của bài này thì mình sẽ không có làm được, nhưng mà mình sẽ demo thôi ha. Action đây, mình sẽ create snapshot life cycle policy. Thì trong cái life cycle policy này thì mình có thể lấy là từ cái volume của mình là gì, của mình là VC của mình ha. Cloud stack name. Với cái name của mình thì mình sẽ có là cái command line host này, thì mình sẽ tạo tag script này. Rồi policy của mình thì có vẻ là text. Mình có thể đặt một cái là create subsequent snapshot đi cho nó dễ hiểu ha. Rồi I am role, mình chọn cái role này là default role đi ha. Rồi tag optional. Đây có role gì không? S5 is access role của snapshot. Rồi create cái snapshot này. Mình next name command host. Ok. Rồi mình next thì mình có schedule nè, mình daily nè, starting at bao nhiêu nè. Thì mình không có dùng nó thì mình có thể dùng cái custom ha, custom crunch. Thì custom cron format thì mình nên làm như thế nào? Thì mình có chuẩn bị ở đây cái rồi, mình có thể nhấp vào link đây ha. Cron của mình ở đây, mình không ghi cron ở đây, cron đây, cron thì muốn nhấp vào đây thì mình vào cron format ha. Mình sẽ coi được cái link là người ta sẽ hướng dẫn là như nào. Ngày tháng năm này, minutes hour ở đây thì mình cứ 1 minute thì là mình sẽ là cron 0-1 là minute, là cứ 1 phút một lần. Rồi ngày tháng năm thì sao hỏi chấm sao là cứ 1 phút một lần đấy ha. Mình thực hiện theo count thì số lần là mình keep là 3 cái snapshot cuối cùng. Rồi front 0-1 cách ra
sao. Ok thì mình review cái policy này mình đã thấy nè, đó là mình sẽ schedule description creation snapshot và schedule là một using frequency create frequency này, review ha, modify thử coi. Mình sẽ có thấy được là nói chung là cái thuật là cái câu lệnh này có nghĩa là mình sẽ create một snapshot giữa 1 đến 2 phút, một phút một lần, và giữ lại bốn cái reason snapshot nhưng mà mình không create được tại vì cái IAM user này mình không có được xài ha. Đó thì nhưng mà nói tóm lại là mình sẽ create snapshot và mình sẽ sau khi mình tạo ra một cái snapshot đúng không, thì mình sẽ xin cái có thể là tạo snapshot từ cái volume của mình và mình có thể xin nó trên S3, và khi cái volume của mình có gì đó thay đổi thì mình có thể lấy cái backup từ cái S3 về. Thì giờ mình xin file thì mình sẽ gửi file lên trên đó như thế nào và đồng bộ file như thế nào thôi. Tương tự là snapshot đã có rồi thì mình sẽ có thể upload thủ công trên S3 này, thì mình có một cái S3 bất kỳ rồi mình có thể upload snapshot lên. Thì bây giờ mình sẽ cần tương tự là mình sẽ upload thì mình có thể add file bất kỳ ha. Đây mình có thể add file theme.txt đi ha. Mình có thể upload lên để trong S3 bất kỳ thì mình upload lên là mình có một snapshot tương tự đây, một snapshot. Thì bây giờ mình thử upload một cái file tương tự như vậy nữa ha. Chạy mình add một file tương tự này mình upload lên, mọi người cho thấy là mình sẽ có hai file. Nhưng mà khi mà mình vào đây là mình show cái version lên này, mình sẽ thấy là hai cái version khác nhau, mỗi lần mình upload một file có một version khác nhau. Thì khi mà mình xin từ cái máy tính lên thì nó sẽ có delete marker nếu mà mình delete, nhưng mà nếu mà mình delete bằng cái S3 thì mình sẽ không có cái delete marker mà sẽ delete vĩnh viễn luôn. Nhưng mọi người nên chú ý cái này ha. Rồi, mình sẽ delete object này và mình sẽ mất luôn ha. Họ mình sẽ không thấy bất kỳ một cái, mình không thấy bất kỳ một cái delete object nào đây. Thì bây giờ mình thực hiện cái việc mà dùng command line để mình synchronize với lại database. Thì lúc này mình sẽ thấy được một cái là versioning, bookish versioning ha. Rồi thì làm sao để SSH, thì bây giờ mình sẽ có một cái host name IP ha. Mình cần một cái host name IP của cái mình gọi EC2 instance có sẵn ở đây đi ha. EC2 instance command line host instance, mình sẽ có command line host, mình vào thẳng cái processor này cũng được ha. Processor để mình xin vô mà mình có thể vào processor. Connection. Thì bây giờ mình đã vào được cái EC2 user rồi, thì mình thực hiện cái lệnh một số cái lệnh command line ha. Thì trước mắt là mình sẽ download một cái file giống như kiểu là một cái file snapshot đi. Tương tự là mình sẽ có một cái file snapshot thì mình sẽ download cái file .zip này về. Mình sẽ unzip ra, unzip file .zip ra ha. Đó thì mình sẽ có file và file .zip này. Thì bây giờ mình sẽ copy hoặc là mình synchronize giữa cái local này với cái S3 bucket versioning status enable, thì mình đã enable sẵn rồi ha. Mình sẽ synchronize giữa cái file này lên cái bucket name set file, thì mình sẽ xin luôn, mình không có set file nó mình ngay để ở ngoài luôn cho dễ nhìn. Để cái bucket của mình là gì, bucket của mình là S3, bucket của mình là gì, bucket của mình là S3 bucket 2023 ha. S3 bất kỳ 2023 rồi, sau này thì mình sẽ xin file lên thì mình có thể cái file upload này mình refresh lại thì mình có ba file đúng không, đó file một, file hai, file ba. Mọi người sẽ thấy được bây giờ mình giả bộ là mình sẽ remove một cái file ha, cái file 1.txt đi, 1.txt đó. Bây giờ mình remove cái file này rồi, giống như là snapshot bây giờ nó thay đổi đúng không. Bây giờ mình sẽ synchronize với S3 thì nó sẽ có thay đổi cái này, nhưng mà nó sẽ mình sẽ xin nhưng mà mình sẽ delete nó đi. Mình thấy cái để mình thực hành cái việc này, mình sẽ xin lên này, nhưng mà mình sẽ có delete
Rồi sau khi mà mình xin delete thì cái file một ở trên này nó sẽ delete, và cái theme này cũng sẽ delete, nhưng mà nó sẽ bây giờ nó sẽ có một cái delete marker hiện lên. Đó, hai cái file này nó đã có cái delete marker nó hiện lên là đó, file 1 và file 2. Đó thì sau khi mà mình list cái file này ra ha, thì mình sẽ thấy được là list được cái object version thì mình sẽ có thể mình sẽ có được là cái các mình có thể thấy được các version ID này, và khi mà mình cần nó thì mình sẽ phải là xin lại từ cái S3 này trở về cái máy tính của mình, tức là lấy cái snapshot từ S3 về cái máy tính của mình, và khi mà mình muốn thay đổi lại thì mình phải xin lên, tức là mình không có thể thay đổi trực tiếp trên cái S3 này được. Mình có không thể là ví dụ là ngày mình không thể thao tác là trên đây á là ta muốn lấy lại cái file 1.tt này được, mà muốn lấy lại cái file 1 này á thì mình phải dùng máy tính mình lấy cái file 1 này về cái máy tính của mình, sau đó là mình lại đồng bộ lại với S3, còn không thể thao tác trực tiếp trên S3 được. Thì đó là một cái điều lưu ý trong cái bài này thôi, thì vậy thôi. Thì bây giờ mình có thể list các object version ha. Đó, thì mình có thể thấy ở đây nè, phần hay dài thì đây mình sẽ tẩy tất cả các cái version ID của mình đây, GZ thì đây, thì đây mình sẽ tẩy tất cả các version ID của mình. Đó, thì khi mà mình cần nữa thì mình sẽ get object cái bất kỳ tại cái version ID bao nhiêu đó thì mình lấy về. Sau khi mình lấy về rồi thì mình lại xin lên lại S3 để nó tất cả thì mình muốn nói về trong cái lát này.